Rồi, chào quý anh chị các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi nhé. Xe này thì bé em đăng lâu rồi. Hôm nay mà có dịp quay trực tiếp cho anh chị tại showroom i20 Active nhập khẩu Ấn Độ nguyên chiếc nhé. Phiên bản màu trắng và xe này là xe tên tư nhân biển tỉnh, bé đã rút hồ sơ rồi. Sản xuất 2016, xe đi ô tô là 5.3 km và bên em đang chào bán là 490 triệu đồng. Đó. Phiên bản nhập khẩu và xe cũng đã được trang bị đầy đủ option cho xe rồi nhé. Thoải mái để quý anh chị lựa chọn. Phiên bản nhập khẩu này thì option ghế sẽ là nâu da bò. Đây, em quay nhanh qua nội thất và ghế nhé. Đây, cái má ghế này gần như là nhăn cũng rất là ít thôi. 2016 và đi 5.3 là loanh quanh khoảng 500 triệu. Thật sự thì bên em cũng khá ít xe tầm tiền như này. Đó. Nên là mẫu xe này thì bên em sẽ bán khá là nhanh. Quý anh chị mà có nhu cầu xem xe trực tiếp thì vui lòng bốc máy alo trực tiếp cho em Hùng. Ở dòng này là tiền thân của Hyundai Kona nhé. Ở thời điểm này thì cả Hyundai Kona hay i20 Active thật sự đi vẫn rất là lành và chi phí nuôi bảo dưỡng cũng như là vận hành xe cũng không quá cao. Phiên bản này là phiên bản la răng đen luôn. Đó. Cũng khá hiếm và 490 triệu đồng. Showroom hôm nay bọn em hơi chật, nếu anh chị nào mà thiện chí xem xe trực tiếp thì bốc máy đặt lịch giúp em nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.